Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa toàn thể hội nghị, thì hôm nay tôi có được hai bài để trình bày ở cái phiên hôm nay về bệnh lý hô hấp trẻ em. Cái bài đầu tiên là xin được trình bày đó là điều trị hen trẻ em. Vậy thì ở trẻ em khi mà chúng ta tiến hành cái việc điều trị thì nó khác người lớn ở cái chỗ, tức là cái việc điều trị cũng như là chẩn đoán ở trẻ dưới 5 tuổi nó khác nhiều so với trẻ trên 5 tuổi. Thì đối với trẻ dưới 5 tuổi thì thường thường cái triệu chứng mà làm cho đứa trẻ nó đến với mình nhiều nhất đó là đứa trẻ nó vào vì cơn hen cấp. Vậy thì khi mà đứa trẻ nó đến với mình vì cơn hen cấp thì điều đầu tiên chúng ta phải phân loại cái mức độ nặng nhẹ của cơn hen cấp như thế nào. Thì theo cái mà hướng dẫn của chúng tôi từ là Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Nhi khoa Việt Nam thì chúng ta chia ra là bốn mức độ nặng của cơn hen cấp là nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch dựa trên các cái dấu hiệu như thế này. Thì sau khi mà chúng ta đã phân độ xong rồi á, thì chúng ta sẽ xử trí dựa trên cái mức độ nặng nhẹ của cơn hen cấp như thế này. Ví dụ như là cơn hen cấp nhẹ và trung bình á, thì chúng ta điều trị chủ lực ban đầu vẫn là thuốc dạng phế quản salbutamol tác dụng ngắn. Sau 1 giờ chúng ta đánh giá lại để tùy theo cái mức độ đáp ứng là tốt hay là đáp ứng không hoàn toàn hay là không đáp ứng, chúng ta có cái biện pháp điều trị tiếp theo cho bệnh nhân. Tuy nhiên đối với bệnh nhân mà đến với mình với là cơn hen cấp nặng hoặc là nguy kịch thì đứa trẻ cần phải là nhập cấp cứu hoặc là nhập nhập cấp cứu để mà xử trí. Thì sau 1 giờ chúng ta sẽ sau 1 giờ chúng ta phải là đánh giá lại để mà nếu nó đáp ứng không hoàn toàn hoặc là xấu đi thì chúng ta xử trí ở tại phòng hồi sức, hoặc là nếu tốt hơn thì chúng ta là xử trí ở mức độ là thấp hơn. Tuy nhiên cái vấn đề quan trọng ở đây đó là sau khi mà chúng ta đã giải quyết cơn hen cấp cho đứa trẻ xong rồi, nếu chúng ta không làm gì thêm được thì chắc chắn đứa trẻ nó sẽ xuất hiện triệu chứng trở lại. Cho nên nhiệm vụ của cái người bác sĩ chúng ta đó là chúng ta phải tiến hành điều trị duy trì cho bệnh nhân. Thì cái hen là một cái vấn đề mà gần như khi chúng ta tiếp nhận bệnh nhân á, thì gần như các bậc phụ huynh á, là thường thường sẽ hỏi là hen có hết hẳn được không? Thì nhiệm vụ chúng ta không thể nào mà làm cho hen nó hết hẳn được. Cho nên cái mục tiêu của việc điều trị duy trì đó là kiểm soát tốt triệu chứng và duy trì mức độ hoạt động bình thường. Và cái thứ hai đó là giảm thiểu nguy cơ diễn tiến xấu trong tương lai, bao gồm là giảm nguy cơ xuất hiện cơn cấp, duy trì chức năng hô hấp gần với bình thường và giảm thiểu tác dụng phụ càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó. Vậy thì cái cách tiếp cận đối với trẻ dưới 5 tuổi khi mà mình gặp một cái cháu bé bị hen là như thế nào? Đó là khi chúng ta tiếp nhận một cái đứa trẻ đến lần đầu với mình thì mình sẽ đánh giá cái mức độ nặng của hen. Và cái việc đánh giá mức độ nặng của hen này thì chúng ta sẽ phân chia ra đó là hen dạng đoạn, hen dai dạng nhẹ, hen dai dạng vừa và hen dai dạng nặng dựa trên cả cái biểu hiện như là triệu chứng ban ngày, biểu hiện về đêm, tần suất sử dụng thuốc các cơn và ảnh hưởng đến hoạt động của bệnh nhân như thế nào. Để từ đó chúng ta là tiến hành cái biện pháp điều trị duy trì theo cái mức độ nặng như thế này. Ví dụ như là mức độ dạng đoạn thì từ trước đến nay thì cả cái phân loại, cả cái hướng dẫn điều trị thì người ta chỉ là dùng là thuốc dạng phế quản tác dụng ngắn nhanh khi cần, đó là SABA. Nhưng mà dựa trên những cái chứng cứ gần đây thì chúng tôi khi mà biên soạn cái đồng thuận á, thì chúng tôi là thêm cái thuốc kháng leukotriene vào cho cái mức độ dạng đoạn này. Ở cái mức độ mà dai dạng nhẹ hoặc là dai dạng trung bình hoặc là dai dạng nặng thì cái biện pháp chọn lựa đó là cái thuốc là corticoid hit với cái liều từ thấp cho tới trung bình cho tới cao. Sau khi chúng ta điều trị là tiến hành bắt đầu điều trị duy trì cho bệnh nhân xong thì chúng ta là hẹn bệnh nhân tái khám lại. Và cái việc hẹn tái khám này sẽ được thực hiện đó là thông thường là 1 tuần sau cơn cấp, và cái lần tái khám tiếp theo đó là 4 tuần sau khi mà mình hẹn lần đầu. Thì trong khi mà mình hẹn tái khám thì mình sẽ là phân loại theo cái mức độ kiểm soát triệu chứng, bao gồm là mình sẽ hỏi trong vòng 4 tuần qua trẻ nó có những cái dấu hiệu này hay là không, và dựa vào cái số lượng dấu hiệu nó có mình sẽ phân loại là kiểm soát tốt, kiểm soát một phần hoặc là không kiểm soát, để từ đó chúng ta sẽ chọn lựa những cái biện pháp điều trị tiếp theo thích hợp cho bệnh nhân. Ví dụ như nếu là chúng ta đã bắt đầu ở bước 1 rồi mà nó vẫn chưa đáp ứng thì ở bước 2 chúng ta sẽ sử dụng là ICS liều thấp hàng ngày, tương tự như vậy là chúng ta sẽ là tăng tăng bậc điều trị lên cho bệnh nhân.
Tuy nhiên ở một cái đối tượng rất là đặc biệt, đó là trẻ từ 0 cho tới 2 tuổi. Thì đối với cái kiểu hình hen mà khởi phát do nhiễm virus thì cái thuốc chọn lựa đó là thuốc kháng leukotriene, và đánh giá sau 4 tuần nếu nó đáp ứng tốt thì chúng ta có thể ngưng thuốc và theo dõi. Còn nếu mà không đáp ứng sau 4 tuần thì chúng ta là chuyển sang sử dụng là corticoid hit, và tốt nhất là gửi đến cả cái bác sĩ chuyên khoa hô hấp nhi. Còn đối với hen mà nó có kiểu hình khởi phát do nhiều yếu tố, hoặc là có bằng chứng dị ứng, hoặc là hen dai dẳng thì cái thuốc chọn lựa sẽ là ICS liều thấp, và chúng ta cũng đánh giá lại sau 4 tuần. Nếu mà đáp ứng tốt thì tiếp tục điều trị trong đủ 3 tháng rồi chúng ta có thể ngưng thuốc. Còn nếu không đáp ứng thì chúng ta là tốt nhất là gửi đến các cái bác sĩ chuyên khoa hô hấp nhi để giải quyết. Và sau khi chúng ta điều trị như vậy á, thì một trong những cái điểm quan trọng đó là chúng ta phải đánh giá và điều chỉnh điều trị. Thì cái việc đánh giá này chúng ta sẽ là đánh giá là xem thử là kiểm soát tốt, kiểm soát một phần hoặc là không kiểm soát. Và nếu bệnh nhân đã kiểm soát tốt triệu chứng trong vòng 3 tháng trở lên thì khi đó là chúng ta sẽ là cân nhắc để giảm bớt điều trị cho bệnh nhân. Và cái việc giảm bớt điều trị này không có được áp dụng vào những cái thời điểm bất lợi. Những cái thời điểm bất lợi là lúc là trẻ đang bị nhiễm khuẩn hô hấp là chúng ta không nên giảm bớt. Cái thứ hai là lúc là thời tiết thay đổi thì chúng ta cũng không nên giảm bớt, hoặc là lúc gia đình đang đi du lịch thì chúng ta không nên giảm bớt điều trị cho bệnh nhân. Và cái việc mà hẹn tái khám nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Thì như đã trình bày với là quý vị đồng nghiệp thì chúng ta sẽ hẹn tái khám lần đầu tiên là sau 1 tuần, rồi sau đó là chúng ta hẹn tái khám từ 1 cho tới 3 tháng. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế ở nước ta, cái việc hẹn tái khám càng xa chừng nào thì bệnh nhân là còn khó tuân thủ chừng đó. Cho nên thông thường trong thực tế tụi tôi sẽ hẹn tái khám từng tháng 1 cho bệnh nhân. Và ở những cái lần tái khám như vậy chúng ta phải đánh giá mức độ kiểm soát hen. Và đối với trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta nên cân nhắc điều trị nếu mà đứa trẻ đó nó kiểm soát tốt triệu chứng từ 6 tháng trở lên và đang ở cái bước điều trị thấp nhất và không có yếu tố nguy cơ thì chúng ta có thể cân nhắc giảm bước điều trị cho bệnh nhân. Và đây là cái liều lượng của một số loại cái thuốc sử dụng trong điều trị duy trì dài ngày cho bệnh nhân. Và thường thường ở nước mình chỉ có cái loại là fluticasone hoặc là budesonide. Đối với trẻ dưới 5 tuổi thì có thêm cái thuốc đường uống đó là Montelukast. Thì cái thuốc này nó có cái ưu điểm là có thể sử dụng một lần uống vào buổi tối trước khi bệnh nhân đi ngủ. Khi mà chúng ta sử dụng cái thuốc corticoid hit thì đối với trẻ em á, thì và chúng tôi sẽ hy vọng nói về cái này ở cái bài cuối cùng nó cụ thể hơn, đó là chúng ta phải sử dụng các cái dụng cụ hít. Thì đối với trẻ từ 0 cho tới 3 tuổi ấy, thì cái dụng cụ khuyến cáo đó là bình xịt định liều cộng buồng đệm và mặt nạ. Và đối với trẻ từ 4 cho tới 5 tuổi thì chúng ta sử dụng bình xịt định liều cộng buồng đệm và qua ống ngậm. Thì đó là toàn bộ những cái phần mà chúng ta có thể áp dụng đối với trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên đối với trẻ trên 5 tuổi thì cái việc điều trị nó sẽ là có nhiều điểm khác so với trẻ dưới 5 tuổi. Thì đối với trẻ trên 5 tuổi thì thường thường nó cũng đến với mình vì là cái cơn hen cấp. Và đối với trẻ trên 5 tuổi thì theo Gina thì người ta gộp lại cái cơn hen cấp, người ta sẽ chia là nhẹ trung bình thành một nhóm và nặng thành một nhóm và đe dọa tính mạng thành một nhóm. Thì thật sự thì nếu mà quý vị để ý kỹ cái biện pháp xử trí ở trẻ dưới 5 tuổi cũng vậy, thì đối với trẻ dưới 5 tuổi thì khi vào cơn hen cấp mức độ nhẹ hoặc là trung bình thì cái biện pháp xử trí nó gần 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 giống nhau. Cho nên đối với trẻ trên 5 tuổi thì người ta gộp chúng lại cái mức độ là nhẹ trung bình lại thành một nhóm. Và dựa trên cái mà phân độ này thì cái biện pháp xử trí tiếp theo của chúng ta cũng dựa trên mức độ nặng của là cơn hen cấp. Thì đối với mức độ cơn hen cấp nhẹ trung bình thì cái biện pháp điều trị chủ lực vẫn là thuộc đồng vần beta 2 tác dụng ngắn cộng với là prednisolone. Sau khi chúng ta đã giải quyết cái cơn hen cấp xong rồi thì cái nhiệm vụ của chúng ta cũng tương tự giống như trẻ dưới 5 tuổi vậy, tức là chúng ta phải là đánh giá cái mức độ kiểm soát triệu chứng và cái nguy cơ diễn tiến xấu trong tương lai. Thì cái việc đánh giá cái mức độ kiểm soát triệu chứng cũng là dựa trên chúng ta sẽ hỏi trong vòng 4 tuần vừa qua đứa trẻ nó có những cái dấu hiệu này hay là không, để từ đó chúng ta phân ra là kiểm soát tốt, kiểm soát một phần hoặc là không kiểm soát, dựa trên số dấu hiệu mà bệnh nhân có được. Và chúng ta sẽ tiến hành điều trị duy trì cho bệnh nhân. Và cái việc mà điều trị duy trì cho bệnh nhân này sẽ được thực hiện là đối với là bước 1 thì
theo Gina 2019 á, thì đây là một cái mà nó thay đổi mà rất là nhiều so với là những cái khuyến cáo trước đây của Gina. Và theo cái công bố của Gina thì cái mà hướng dẫn điều trị hen này á, nó là bước thay đổi lớn nhất trong vòng 30 năm qua của Gina. Thì đối với là bước 1 á, thì được khuyến cáo cho những cái bệnh nhân mà có biểu hiện là hen dưới 2 lần một tháng và không có yếu tố nguy cơ xuất hiện cơn cấp. Thì cái biện pháp điều trị ưu tiên số 1 đó là mình sử dụng ICS liều thấp cộng formoterol khi cần. Thì đây là một cái biện pháp mà nó khác hoàn toàn so với trước đây. Thì trước đây là người ta là khuyến cáo sử dụng là SABA khi cần thiết. Nhưng mà kể từ năm 2019 thì Gina đưa vào khuyến cáo là sử dụng ICS liều thấp cộng formoterol khi cần. Và đây là cái hướng dẫn, mặc dù nó không có trong cái hướng dẫn kê toa của các cái loại thuốc này, nhưng mà Gina dựa trên hai cái nghiên cứu gần đây thì Gina đã mạnh dạn đưa vào cái biện pháp điều trị ưu tiên như thế này. Còn các cái biện pháp điều trị duy trì khác ở bước 1 có thể là chúng ta sử dụng là ICS liều thấp bất kỳ khi nào dùng SABA. Trước đây là Gina là khuyến cáo dùng SABA khi cần. Thì bây giờ kể từ năm 2019, ở cái bước đầu tiên luôn là chúng ta phải thêm cái ICS liều thấp bất kỳ khi nào mình sử dụng SABA. Và hoặc có thể chúng ta sử dụng là ICS liều thấp hàng ngày. Và đối với trẻ từ 6 cho tới 11 tuổi thì sử dụng ICS bất kỳ khi nào sử dụng là bạc. Thì đó là một cái bước thay đổi rất là lớn từ phía Gina. Ở bước 2 thì cái biện pháp điều trị ưu tiên đó là chúng ta sử dụng là ICS liều thấp hàng ngày cộng với SABA khi cần thiết. Thì đây là cái lưu đồ mà xử trí duy trì dài ngày hen đối với trẻ là từ 6 cho tới 11 tuổi. Như quý vị thấy ở đây, bước số 2 là chúng ta điều trị ICF liều thấp hàng ngày, và nếu mà chúng ta muốn thay đổi thì tăng bước điều trị là ICF liều thấp cộng với LABA hoặc là ICF liều trung bình, và lên bước số 4 là ICF liều trung bình cộng với LABA, và chúng ta chuẩn bị chuyển đến các cái bác sĩ chuyên khoa. Thì ở đây cái bước 4 này nó có một cái điểm khác so với là các cái khuyến cáo trước đây của Gina, đó là người ta sẽ là không dùng cái liều cao đối với trẻ trên 12 tuổi ICF nữa. Tức là ở bước 4 thì chủ yếu là ICF liều trung bình và kết hợp với LABA. Đi sang bước 5, đây là cái bước mà đối với trẻ mà trên 5 tuổi cũng như là người lớn, nếu mà mình đã áp dụng cái biện pháp điều trị bước 4 hoặc là bước 5 thì bắt đầu hen là khó điều trị hoặc là hen khó kiểm soát. Thì ở bước 5 này, cái biện pháp điều trị ưu tiên đó là chúng ta nên chuyển cả cái chuyên gia để mà đánh giá kiểu kiểu hình cộng với là có thể cân nhắc điều trị bổ sung cho bệnh nhân. Và cái việc điều trị bổ sung ở bước 5 được khuyến cáo đó là, thứ nhất là mình sẽ sử dụng là một cái loại LAMA, đó là tiopropium, bằng cái bình xịt định liều hạt mịn cho bệnh nhân trên 6 tuổi và có tiền sử cân cấp. Còn đối với những cái trường hợp dị ứng nặng thì mặc dù nó chưa phổ biến nhưng mà ở Việt Nam này bắt đầu có sử dụng cái thuốc kháng IgE, đó là omalizumab. Còn trường hợp mà hen mà tăng bạch cầu ải toan nặng thì chúng ta có thể sử dụng cả cái thuốc là kháng IL-5 hoặc là kháng IL-5R hoặc là kháng IL-4, và các cái biện pháp điều trị khác đó là chúng ta sử dụng là corticoid uống với liều thấp. Đây là cái bảng mà cho chúng ta là cả cái liều lượng ICS mà chúng ta có thể sử dụng. Mặc dù nó liệt kê, Gina liệt kê nhiều như vậy nhưng mà ở Việt Nam thì chủ yếu có là budesonide hoặc là fluticasone mà thôi. Sau khi chúng ta là đã áp dụng các cái biện pháp điều trị duy trì cho bệnh nhân rồi thì chúng ta vẫn phải hẹn bệnh nhân tái khám để đánh giá lại. Và cái việc hẹn tái khám như đã trình bày ở cái phần trước, chúng ta hẹn hẹn tái khám là mỗi từ 1 cho tới 3 tháng và kể từ khi bắt đầu điều trị, sau đó là mỗi 3 cho tới 12 tháng. Và cái tần suất đánh giá lại nó phụ thuộc vào mức độ kiểm soát triệu chứng ban đầu của bệnh nhân. Nhưng mà trong thực tế, tụi tôi thường hẹn bệnh nhân tái khám là từng tháng một để đánh giá cho bệnh nhân cụ thể hơn.
khi nào chúng ta sẽ tăng bước điều trị cho bệnh nhân. Thì cái việc tăng bước này nó sẽ là nó có nhiều cái cách, mà hoặc là tăng bước điều trị lâu dài là ít nhất trong 2-3 tháng nếu mà bệnh nhân là có triệu chứng hoặc là cơn cấp vẫn xuất hiện mặc dù bệnh nhân đã điều trị duy trì rồi, hoặc là tăng bước ngắn ngày trong khoảng 1 đến 2 tuần mà thôi, hoặc là điều chỉnh điều trị từng ngày bởi bệnh nhân. Thì cái việc điều chỉnh điều trị từng ngày này trong thực tế tụi tôi ít áp dụng cho bệnh nhân. Và sau khi chúng ta đã điều trị cho bệnh nhân rồi thì khi nào chúng ta sẽ giảm bước điều trị? Thì cái việc giảm bước điều trị này nó sẽ được thực hiện khi mà hen được kiểm soát tốt triệu chứng và duy trì trong vòng 3 tháng. Và nếu mà chúng ta đạt được như vậy thì chúng ta nên là giảm bước điều trị cho bệnh nhân. Và cái việc giảm bước này phải được thực hiện là không ở những cái thời điểm bất lợi, đặc biệt là khi bệnh nhân nó bị nhiễm khuẩn hô hấp thì chúng ta không nên giảm bước, hoặc là lúc mà thời tiết thay đổi chúng ta cũng không nên giảm bước. Và cái việc giảm bước này nó chỉ được áp dụng đối với khi mà chúng ta sử dụng ICS, và chúng ta sẽ giảm là tốt nhất trong thực tế tụi tôi giảm là 50% cái liều ICS là mỗi 2 đến 3 tháng. Và đối với trẻ dưới 5 tuổi thì như quý vị đã quan sát là chúng ta có thể là cân nhắc là ngưng thuốc điều trị cho bệnh nhân. Nhưng mà đối với trẻ, mà đặc biệt là trẻ từ 12 tuổi trở lên và người lớn thì gần như là chúng ta là không còn ngưng điều trị được ICS cho bệnh nhân, và gần như chúng ta phải điều trị duy trì dài ngày cho bệnh nhân. Thì đó là những cái điểm mà chúng tôi xin được trình bày qua về các cái biện pháp điều trị hen ở trẻ em. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.